Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho anh Dũng một ngôi biệt thự 2 tầng mái Thái tại khu vực phường Hải Hòa, tại phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, để thiết kế cho anh một ngôi nhà tại đây. Thì mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi tại cái khu vực khuôn viên khu đất nhà anh, tại cái khu đô thị mới này như thế nào, và những cái công trình xung quanh cái thành phố Móng Cái này như thế nào mà các bạn có thể nhìn qua được bằng flycam để rút ra kinh nghiệm cho mình xem những cái mẫu nhà mà các bạn có thể thích. Và cùng nữa thì các bạn hãy đón chờ từ cái video khảo sát đến cái video chia sẻ về cái mẫu nhà đẹp này như thế nào, xem có phù hợp. Nếu mà phù hợp với khuôn viên mảnh đất thì các bạn hãy đón chờ cái sản phẩm để cho nó phù hợp với cái ngôi nhà các bạn. Và các bạn hãy chuẩn bị những yếu tố về phong thủy, yếu tố về điện nước xem như thế nào để xây dựng cái ngôi nhà cho nó phù hợp nhất. Thì mời các bạn cùng nó xem nhé. Vâng, và sau một hồi đi từ Tứ Kỳ xuống khu vực Hải Dương, Tứ Kỳ Hải Dương xuống khu vực Móng Cái này thì trải qua 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là 2:30 thì chúng tôi đã đến được khu vực Móng Cái của nhà anh gia chủ tại đây. Anh dẫn chúng tôi đến cái khuôn viên mảnh đất nhà anh. Hôm nay chúng tôi có hai chuyến khảo sát của đội chúng tôi, đó là tôi và anh Thủy, có chuyến khảo sát xuống Tứ Kỳ Hải Dương và xuống thành phố Móng Cái để khảo sát cho anh Hoàng tại đây. Thì hai chuyến là chúng tôi đi đã hết một ngày rồi, thì hôm nay dự kiến là về đến nhà chắc cũng phải đến 11 giờ tối. Đây, đã đến khu đất thì mời các bạn cùng đón xem nhé. Và đây là cái khuôn viên khu đất hiện trạng nhà anh Hoàng tại khu vực phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ở đây là bên trong khuôn viên khu đất, với chiều dài mặt tiền là 10m. Đây từ phía tủ này, sang phía bên tay trái mà chúng tôi đang đứng này. Đấy, và dự kiến là anh xây dựng một cái biệt thự 2 tầng mái Thái tại cái khu vực trong khu vực đất này. Thì đằng phía trước vẫn phải chừa lại 4m như trong hình như này. Đấy, chừa lại 4m từ phần vỉa hè này vào trong. Và sâu thì anh có thể làm 14m và anh chừa 2m đằng sau là sân. Đấy, thì biệt thự cái khuôn viên khu đất của anh với diện tích là chiều mặt tiền là 10m, chiều sâu 20m, thì chừa lại 4m trước và 2m đằng sau. Còn đâu là anh xây thì chắc tất nhiên sẽ phải để lại chừa một lối đi để đi xuống phía bên dưới và không làm hết 10m. Đấy. Và cấp điện là khu vực đằng trước. Đấy. Nước thì anh sẽ khoan một cái giếng ở khu vực phía đằng phía tay trái màn hình các bạn, phía đằng sau cùng. Đấy, phía tay trái. Ok, cấp điện phía trước này. Thoát thì thoát ra khu vực phía sau. Phía đằng sau có cống rãnh nước ở phía đằng sau. Đấy, khu vực sau. Đấy, khoan đây thì ở đây đất là đất ruộng ngày xưa thì mình sẽ sử dụng một cái móng cọc nó chắc chắn. Khu vực đằng sau. Đằng sau này có hệ thống cống, các bạn nhìn thấy qua đây là cái rãnh cống của đằng sau nhà. Khu vực phía đằng trước. Ok, thì mời các bạn cùng đón chờ cái sản phẩm công ty chúng tôi làm ra cho anh Hoàng tại khu vực phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái này. Và cái sản phẩm của công ty chúng tôi có đáp ứng được cái yêu cầu của anh không nhá, thì mời các bạn cùng đón xem ạ.
xem sản phẩm của mình.